Ok, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng Di Động Việt tại số 79 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất. Và hôm nay mình sẽ đi mua Samsung Galaxy Z Fold 4. Thì bây giờ mời anh em cùng mình vào cửa hàng để lựa chọn cũng như là cho anh em thấy được về những cái chương trình khuyến mãi và những cái hậu mãi mà Di Động Việt sẽ mang đến cho khách hàng khi mà chúng ta mua bộ đôi điện thoại gập mới của Samsung. Xin chào. Dạ mình cần hỗ trợ gì ạ? Mình đang tìm mua Samsung Galaxy Z Fold 4. Dạ. Mình đã tham khảo qua sản phẩm này chưa anh? Em có cái sản phẩm trải nghiệm ở đây ạ. Ok. Tại mình cũng chưa có sở hữu một con Z Fold nào hết á. Dạ. Từ trước đến giờ luôn. Mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy là Z Fold 4 nó đã đủ những cái cải tiến rồi để đem lại cho mình cái trải nghiệm tốt, cho nên mình muốn tới đây mình coi thử để mình mua. Ok. Dạ mình có tìm hiểu qua cái chương trình khuyến mãi của Di Động Việt chưa ạ? Chưa. Ok, em xin phép tư vấn cho mình về cái chương trình khuyến mãi nhé. Vâng. Thì đối với cái sản phẩm Z Fold 4 này thì mình đang có giá bán đối với phiên bản 256GB là 40.990.000. Thì khi mà mình chọn mua sản phẩm này thì mình sẽ có cái voucher tại Di Động Việt với giá trị là 3 triệu, thì mình có thể trừ trực tiếp giá vào sản phẩm luôn. Còn ngoài ra mình nếu mà mình thanh toán qua cái cổng như là VNPay nè, hoặc mình chọn mua cái voucher Momo thì mình sẽ được giảm thêm 2 triệu nữa. Tổng cái giảm giá của mình là tổng ưu đãi lên đến là 5 triệu. Ngoài ra trong 200 khách hàng đầu tiên thì bên em sẽ tặng cho mình thêm một cái hộp quà nữa, vì trong đó sẽ thêm một cái sản phẩm gọi là cái cục sạc cho mình đó. Có còn là có cục sạc nhanh nữa. Đúng rồi, có cục sạc nhanh sạc hỗ trợ cho sản phẩm luôn. Ok, vậy thì anh có thể tư vấn cho em coi là cái con Z Fold 4 này nó có cái gì, nó có cái đặc điểm gì nổi bật không ạ? Đối với cái sản phẩm này thì nổi bật thì so với con Z Fold 3 thì sẽ có thay đổi chút xíu về cái ngoại quan. Thì mình có thể nhìn thấy cái màn hình ở trước, cái viền nó là nhỏ hơn nhỏ và hơn. Kích thước cái size của màn hình nó lớn hơn đối với con Z Fold 3. Rồi ở trong cũng vậy, ở trong thì những cái viền này được cải tiến và làm cho mình có cái cảm giác là màn hình nó sẽ to hơn nhiều. Ok. Với lại cải tiến về cái camera ở trong màn hình cho cái chất lượng chụp ảnh nó tốt hơn. Nó cải tiến so với Z Fold 3. Đúng rồi, cải tiến so với những Z Fold trước. Đây. Cái thứ hai là về cái bản lề gập này thì họ đã thay đổi cái thiết kế là từ cái lò xo mà sang cái thiết kế giống như là cái kính chống bướm cho phép mình gập có cái trải nghiệm nó tốt hơn. Đấy. Nó dễ dàng gập hơn. Mình thử coi. Nó nhẹ nhàng hơn. Chứ mình có cầm thử qua con Z Fold 3 thì đúng là cái Z Fold 4 này nó gập mở nó dễ dàng hơn á. Dễ dàng là so với Z Fold 3. Hình như mình thấy là cái phần khung viền của Z Fold 4 nó được làm khác Z Fold 3 một chút. Đúng rồi. Cái viền thì sẽ làm giống như là cái góc cạnh nó vuông hơn. Và hiện tại thì ở cửa hàng mình đang bán Z Fold 4 này với cái màu sắc nào? Có màu? Hiện tại thì đang có sẵn là 3 màu. Màu đen, màu xanh với lại là màu kem. Năm nay cái màu mới sẽ là cái màu xanh này. Màu xanh này. Đúng rồi, màu xanh này. Nó sẽ khác so với màu xanh của cái dòng Z Fold 3 nè. Rồi thêm một cái màu mới nữa là màu kem. Okay. Màu xanh này đẹp quá. Vậy thì ở cửa hàng mình đang hiện có sẵn cái bản dung lượng nào anh? Cửa hàng mình hiện tại đang có sẵn là cái dung lượng 256GB và dung lượng 512GB. 256GB, 512GB. Chắc mình lấy 256GB đủ rồi. Không có xài hết tới 512GB. Ok, em xin phép mình qua đây để em lên cái hóa đơn cho mình anh nhé. Bật. Ok, vậy mình chọn màu xanh luôn anh nhé. Đúng rồi, mình chọn màu xanh. Em mời mình sang ghế đi. Đây là sản phẩm Z Fold 4 của mình đấy. Cho em hỏi là về cái dịch vụ bảo hành của Samsung với dòng Fold như thế nào? Đối với sản phẩm Fold 4 và Z Flip 4 thì Samsung sẽ trang bị sẵn cho mình cái chế độ bảo hành là CarePlay. Thì đối với cái gói bảo hành CarePlay, khi mà lỗi do khách gây ra thì hãng họ tiếp nhận và bảo hành cho mình luôn. Là ví dụ như là con không có chờ sử dụng mà gặp mở mà nó có vấn đề gì là Samsung sẽ bảo hành luôn. Đúng rồi, Samsung sẽ tiếp nhận và bảo hành cho mình luôn. Vậy là mình thời gian bảo hành của mình chính hãng là bao nhiêu lâu? Thời gian bảo hành của mình chính hãng là 12 tháng và được cộng thêm 3 tháng nữa. 3 tháng nữa là tổng cộng là sẽ có 15 tháng. Tổng cộng sẽ có 12 tháng bảo hành tại Samsung.
Còn ví dụ mà em muốn mua cái điện thoại này với cái em muốn mua trả góp đó, thì sẽ có những cái chính sách trả góp gì? Hiện tại đối với sản phẩm này á, thì Samsung sẽ hỗ trợ cho mình chuyển đổi trả góp 0% nếu sử dụng thẻ tín dụng luôn. Mình có thể thời hạn tối đa lên đến 24 tháng. 24 tháng, nên mình trả 24 tháng luôn. Đúng rồi. 0% lãi suất. 0% lãi suất. Mình có thể check thông tin sản phẩm ở đây. Phiên bản 256GB, cái màu của mình là Ray Green. Ok, vậy thì anh thanh toán cho mình. Ok. Nha bộ, lên hóa đơn. Rồi, mình để xíu xíu để em lên hóa đơn cho mình nha. Ok, rồi mình kiểm tra hóa đơn của mình em nha. Ok. Ok rồi. Đây là hộp quà của Diêm đồng việc tặng kèm cho mình ạ. Rồi, cho nên nó có sẽ có sẵn cục sạc 25W luôn, hỗ trợ sạc nhanh cho máy của mình. Dạ rồi. Ok. Dạ rồi, em mời mình kiểm tra hình thức máy nha. Đây, máy của mình là máy mới và còn nguyên siêu anh nha. Xác nhận được em ạ. Ok. Rồi. Em mời mình kiểm tra ngoại quan của máy nha. Anh xem thử cái viền cạnh của mình nè, nó có bị trầy xước không ạ? Ok. Rồi. Mình có còn em hỗ trợ cài đặt hay là mình về nhà mình sử dụng Rồi mình về nhà mình setup sao? Ok, cảm ơn ạ. Em mở hộp này cho mình. Rồi, đây. Hóa đơn anh có bỏ vô luôn rồi. Ok, bỏ vô luôn. Bỏ vô cho mình. Rồi. Dạ rồi, cho em gửi hộp. Dạ rồi, em mời mình vô trong đây có cái backdrop để mình chụp hình luôn okay, nha. Okay. Dạ rồi. Để em cầm vô chặt. Ok, và cuối cùng thì mình đã chọn được chiếc Samsung Galaxy Z Fold 4 mà mình vừa ý. Thì đây là cái hộp quà và bên trong nó sẽ có một cục sạc 25W tặng kèm. Và anh em có lưu ý rằng là đây là một cái chương trình có giới hạn, chúng ta chỉ có 200 khách hàng đầu tiên mà thôi. Mình cũng xin cảm ơn Di Động Việt đã đồng hành cùng Tinh Tế. Và mình sẽ nhắc lại với anh em về cái chương trình khi mà anh em mua Z Fold và Z Flip tại Di Động Việt. Đó là chúng ta sẽ có được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá là 3 triệu, cùng với đó là thêm một cái phiếu quà tặng nữa trị giá là 2 triệu. Tổng cộng là chúng ta sẽ được giảm lên đến trực tiếp 5 triệu đồng vào cái sản phẩm mà mình mua. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ được hưởng cái gói bảo hành Samsung Care Plus trị giá là 4,5 triệu và được hưởng cái phòng trợ hạng thương gia cũng như là hỗ trợ thu phú đổi mới. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có được trả góp với cái lãi suất 0% lên đến là 24 tháng. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.